cái màu đỏ đỏ là từ hạt điều á ha. Hạt điều. Cà chua nữa hả? Cà chua, củ cải, măng khô, đặc biệt nấu măng khô nó ngon. Tại sao vậy? Măng khô nó nấu thì nó ngon. Mà nước gà nước nó chua. Cái tô đùi là 45 hả? Tô 45 bình thường 35. Lòng đủ, lòng đầy đủ 45. Lòng đầy đủ là có nghĩa là tô lòng mề, không gì đúng không? Lòng. Ok. Đây là phần đầu cẳng cánh mề rồi quýt vịt, quýt nếp. Ở bên trên là phần đùi. Chào các bạn, hiện tại là khoảng 1 giờ trưa ngày 22 tháng 12 năm 2019 và mình đang có mặt ở trên đại lộ Võ Văn Kiệt, khúc này là thuộc quận 5 ha. Trưa hôm nay mình sẽ đi ăn một món khá là lạ, lần đầu tiên mình ăn món này và mình nghĩ là cũng rất nhiều bạn lần đầu tiên nghe tới món này. Đó là món bún riêu vịt gò công. Yep. Thì chuyện là thế này, có hai bạn xem kênh của mình thì hai bạn giới thiệu về món này. Thì thoạt đầu á, mình nghe mà nói là bún riêu vịt thì chắc chắn là bún riêu thêm phần thịt vịt vô thôi. Nhưng mà sau đó mình đọc kỹ lại thì không phải. Mà bún riêu vịt gò công chính là sự giao thoa của bún riêu và miếng măng vịt. Nghe tới đây thì mình thấy nó lạ lạ rồi đúng không? Rồi sau đó mình lại thấy có một điểm lạ nữa ở chỗ là thường á, bún riêu là mình ăn với mắm tôm, nhưng mà bún riêu vịt gò công lại ăn với mắm ruốc. Thôi nghe lạ quá, thôi chúng ta cùng nhau đi nha. Đến tiệm bún riêu vịt gò công ở số 130 Hùng Vương, quận 10. Từ đây mình sẽ chạy đến khúc cầu chữ Y, quẹo trái để vô đường Trần Bình Trọng, sau đó sẽ quẹo vào đường Hùng Vương. Rồi chúng ta đi. À các bạn, ngay phía sau lưng mình đi có một cây cầu bộ hành dành cho khách bộ hành ha, người đi bộ đó. Mình sẽ lên cây cầu này quay xuống cho các bạn xem cảnh đây luôn. Khúc này mình chưa có đi lên cây cầu bộ hành này lần nào hết á. Rồi nhìn lại đại lộ Võ Văn Kiệt bên kia các bạn. Tiếc là đằng kia có rác ha. Và đây cây cầu bộ hành, cầu đi bộ số 9. Mình sẽ đi lên rồi quay cảnh về hướng bên kia. Hoa nở nhiều đẹp ghê á. Rồi chúng ta đi thôi. Mình đã có mặt trên đường Hùng Vương quận 10 ha. Đây là địa chỉ 130 Hùng Vương. Bún riêu vịt gò công, tiệm tên là Linh Huê. Mở cửa từ 11 giờ hàng ngày. Thực ra đây là một cái xe bún măng vịt nhỏ thôi các bạn ạ. Mình dùng cái từ là bún măng vịt nha, chứ không phải là bún riêu vịt. Tại sao? Bởi vì ở đây là một dạng bún măng vịt. Đây là một dạng bún măng vịt của Gò Công. Cái đặc biệt ở đây là họ sử dụng cái hạt điều để họ ướp cái phần vịt, sau đó họ nấu cái phần nước lèo thì nó sẽ ra một cái màu đỏ đỏ. Thì cái màu đỏ này làm liên tưởng tới bún riêu. Đó. Cái này là đặc biệt thôi. Rồi chúng ta vào trong ha. Ở đây một tô bún riêu vịt gò công, gọi là bún riêu vịt gò công, lấy đùi giá 45.000 đồng. Ơi nghe cái mùi thơm ha. Ngoài đường hơi ồn. Cái màu đỏ đỏ là từ hạt điều á ha. Cà chua nữa ha. Cà chua, củ cải, măng khô, đặc biệt nấu măng khô nó không ướt. Tại sao vậy? Măng khô nó nấu thì nó ngon. Mà nước gà nước nó chua. Cái tô đùi là 45 hả? Tô 45 bình thường 35. Lòng đầy đủ 45. Lòng đầy đủ là có nghĩa là tô lòng không gì đúng không? Ok. Đây là phần đầu cẳng cánh mề rồi quýt vịt, quýt nếp. Ở bên trên là phần đùi. Rồi.
Ở đây là phần củ cải ha, ăn chung với củ cải ha. Củ cải này để vô bún ăn, cải vàng chua. À, vàng chua. Rồi cho mình tô đi, tô đặc biệt đi. 45 ngàn đồng cái đùi. Rồi. Sẵn cho luôn cái phần huyết nếp ha. Nếp huyết thường luôn. À. Mới bán thì được nửa tháng thôi, ở Gò Công thì 20 năm rồi ha. Gò Công chính xác là vị trí cái quán bạn là chỗ nào? Gò Công Đông, ở Gò, xã Gò Công, ở phường 5. À, Gò Công Đông hay Gò Công Tây? Gò Công Đông, phố 1, phường 5. À. Ê. Cái vịt này là từ Gò Công mang lên hả? Gò Công, vịt của quê, vịt đồng. À. Vịt này là đặc biệt là không có mỡ. Không có mỡ hả? Ở dưới Gò Công gọi là vịt gì? Vịt cỏ, vịt... Là vịt cỏ hả? Rồi. Chả như quê luôn, chả này ngon. Chả này dưới quê là chả gì? Chả thật, chả ngon. À. Đặc sản nữa. Vịt nếp. Ok. Vịt nếp thường. Ở đây nó ngược sáng quay hơi khó. Đó. Cái tô nhìn đã ha. Mà nó thơm với ta, nó thơm cái mùi gan, mùi gì đó. Mùi vịt, ăn vịt mùi nước, ăn luộc vịt. À, thơm quá. Luộc vịt ra. À, hành phi với lại ngò gai. Phi, ngò gai cho thơm. Rồi, còn cái củ cải trắng đó. Sẽ cho riêng hả? À, cho cái phần nước chấm đúng không? Nước chấm sẽ là cái phần mắm ruốc hả? Có lia gừng không? Không. Ở đây không ăn mắm gừng hả? Không, em mới ăn tương với mắm rồi. À, ok. Khác với bún măng vịt ở Sài Gòn. Đây, tô bún riêu vịt Gò Công hay là bún măng vịt Gò Công. Ở bên kia có hai loại ha, nước chấm là mắm ruốc và tương, kể thêm sa tế, ở đây ăn hơi lạ. Rồi, để thêm giữa đậu trùng nữa, sau đó mình sẽ ăn. 45 ngàn đồng. Rồi. Đậu trùng đã đến và bây giờ mình sẽ nếm đầu tiên là phần nước lèo nè. Mình vừa húp hai muỗng nước lèo và nó là nước lèo ngon các bạn. Ngọt tanh. Cái mùi thơm dịu dịu của cái phần vịt và phần măng. Mình thấy cái phần nước lèo ngon đó. Bây giờ mình sẽ xốc cái phần cọng bún lên. Ở đây ảnh xịt hẳn cái phần tương và cái phần mắm tôm bờ lộn. Mắm ruốc lên rồi đấy. Rồi ăn nha, để xốc cọng bún lên. Phần nước lèo thấm vào cọng bún ăn khá là thơm các bạn. Tuy nhiên có một cái nhược điểm chỗ là cọng bún này hơi bị khô thì phải. Rồi mình ăn qua cái phần măng và phần chả nha. Rồi phần vịt luôn. Chả mình ăn thì cảm giác bình thường thôi các bạn. Phần măng sực sực dai dai ăn ngon. Rồi qua tới phần vịt ha. Để xem như thế nào đây vịt Gò Công. Mình đi miền Tây, đi về tỉnh Tiền Giang khá là nhiều. Tuy nhiên là chưa có ghé qua Gò Công. Phần thịt vịt này khá là dai các bạn. Chút xíu mỡ béo béo. Nhìn chung ăn nó cũng được lắm. Cũng khá là ngọt thịt. Xuất sắc thì không phải gọi là xuất sắc đâu. Bởi vì mình thích cái phần vịt ngọt thịt béo. Tức là nhiều cái phần... cái độ béo á, nó với cái lớp da, cái lớp thịt với hòa quyện vào chung với nhau. Phần này ăn ok, mình thấy phần thịt dai, mỡ chút xíu và béo béo. Rồi, cũng ngọt thịt. Tiếp theo cái phần huyết các bạn. Phần huyết ngon nha.
huyết tươi ăn thơm, huyết nếp nó dạng như là dẻo dẻo, cả phần huyết này ngon. Và đặc biệt là cái phần củ cải trắng á, ngâm chua chua và cay cay ăn rất là đã, mình thích cái phần củ cải trắng nhất. Rồi bây giờ mình sẽ ăn hết cái tô bún riêu vịt này nha, thử luôn cái phần mắm và phần ớt cái kia nữa, sau đó sẽ nói cảm nhận cuối cùng các bạn nghe. Mình đã ăn xong tô bún riêu vịt và sau đây là phần nhận xét cuối cùng của mình ha. Đầu tiên là về vấn đề giá nè, 45.000 đồng mình thấy đó là một mức giá khá là mềm, bởi vì một cái đùi vịt nè khá là lớn, rồi hai miếng huyết chả ngay quận 5 thì mình thấy đó là giá mềm á. Rồi cái mình thích đầu tiên là phần nước lèo ngọt thanh và thơm nữa, thoang thoảng mùi thơm. Cái thứ hai mình thích chính là cái phần củ cải trắng chua chua rồi ớt cay, phần sa tế bạn nó làm rất là tốt, cay thơm. Cái phần mắm ruốc và phần tương làm cũng đạt luôn, hồi nãy mình chưa nhận xét phần đó ha. Nhìn chung tổng thể cái tô bún riêu vịt đó mình có thể chấm điểm ở mức độ 7.5, 7.5 các bạn. Tại sao lại chỉ là 7.5, là bởi vì mình trừ bớt đi cái phần điểm của phần bún, cộng bún hơi bị khô. Hồi nãy mình có đến xem cái phần rổ bún đó, thì đúng thực sự nó hơi bị khô, 2 giờ trưa với trời nắng nữa hơi bị khô, thì mình có góp ý bạn đó là nên mua bún và có cái phần lớp lá chuối đó, để quấn nó lại giữ được cái độ tươi mới của phần bún. Cái thứ hai là đôi đũa, đôi đũa bạn nó dùng là đũa nhựa, nói chung là gấp cái cọng bún đó, nó sẽ tuột, nói chung ăn hơi bực mình chút xíu. Cái thứ ba là phần vịt, mặc dù là phần đùi vịt đó khá là ngon, tuy nhiên đó là cái phần đùi vịt của một con vịt tương đối là trưởng thành chứ không phải là vịt tơ. Nếu vịt tơ thì cái phần thịt đó nó sẽ mềm mà nó dai và nó mềm hơn, ngọt thịt hơn, và mình thích cái phần có chút xíu mỡ để có độ béo béo nữa. Về phần dịch vụ thì đầu tiên mình vô mình không ấn tượng lắm, bởi vì lúc mình ghi hình á, mình để ý cái bàn tay của bạn đó có sâm, nói chung là sâm thì mình không thích lắm. Ấn tượng ban đầu là vậy, nhưng mà khi mà nói chuyện một hồi thì cảm thấy bạn này cũng khá là thân thiện và đúng cái chức cái miền Tây á, hỏi gì thì nói nấy. Và nữa là bạn nó mang cái đôi dép thì kiểu dạng là dép của ngày xa xưa nào đó, nó dạng như kiểu tổ ong á, nói chung là khá là chân chất các bạn. Về cái phần vệ sinh quán ăn, quán nó hơi nhỏ, vệ sinh mà thấy cũng tốt. Tiếng chuông của nhà thờ, mình đang đứng ở vị trí của nhà thờ. Giáng sinh rồi bạn ơi. Trên tổng thể thì mình nói là khi mà thèm bún riêu vịt, hay nói chúng xác là bún măng vịt Gò Công, thì mình sẽ ghé lại tiệm đó. Thực sự là nói chung là giá vừa phải, ăn rất là được. Đây sẵn mình quay luôn cái cảnh của cái nhà thờ ở đây cho mọi người xem. Đây hạ sáng chút xíu cho nó tự nhiên hơn, quay hàng cây đã. Bầu trời không có trong xanh. Ở đây là nhà thờ. Rồi, chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Mình đi về đây.